Mọi người có đoán ra là hôm nay các bạn nhỏ đang làm gì không? À, đó là hoạt động hái hoa. Còn bây giờ các bạn hãy xem mình nhé. À, đây là một tờ giấy bìa đây. Các bạn có thể tận dụng giấy bìa của thùng bia hoặc là thùng sữa. Rồi, hoạt động tiếp theo là hoạt động đi hái hoa, cỏ, lá. Các bạn nhớ là xin phép ba mẹ và hỏi ý kiến ba mẹ là hoa này có thể hái được không nha. Rồi mình mới được hái nha, thưa các bạn ơi. Các bạn nhỏ ở đây rất là hào hứng luôn, đi ra vườn chọn những bông hoa xinh đẹp nè, những cái lá xanh mơn mởn nè, vào để chuẩn bị cho một hoạt động bí mật mà các bạn này cũng chưa hề biết luôn đấy nha. Đây, đi ra hái lá mà hái luôn cả một cái cây luôn. Tuy là hái sai nhưng mà thôi, cho các bạn bỏ sức và hòa cùng thiên nhiên thôi, đâu có sao đâu. Vì một trò chơi mình sẽ hy sinh một cái gì đó mà, không sao cả. Mẹ ủng hộ các bé nhỏ của mẹ nè. Bây giờ các bạn nhỏ đã chuẩn bị xong hoa lá cỏ cây rồi, mình bắt đầu vào công việc chính thôi nào. Đây là tấm bìa cắt tông, các bạn hãy làm theo mình nha. Cắt một cái hình vuông và cắt bỏ cái phần giữa, các bạn dán keo vào. Bây giờ thì sử dụng mặt keo dính để mình sẽ dính những bông hoa này vào. Các bạn nhỏ đây rất là hào hứng bắt đầu vào công việc của mình luôn. Bây giờ là gắn những bông hoa xinh xắn vào trong một bức tranh đây. Ở đây là mình sẽ cho các bạn nhỏ thỏa sức tự làm theo ý của mình, không có can thiệp vào, để cho con xem coi cái độ sáng tạo của con như thế nào và con hoạt động của con sẽ làm như thế nào, coi con có biết hòa thuận khi chơi, có biết hòa đồng khi chơi không nha. Nhớ là hãy xem con làm, đừng can thiệp vào trò chơi, đừng can thiệp vào trong lúc con chơi, để cảm nhận và để biết được cá tính của con như thế nào trong một hoạt động vui chơi nhé ba mẹ ơi. Bây giờ cô Bảo An, mẹ Ánh Dương và chị Bảo Ngọc đều làm xong, gần xong rồi đấy. Wow, Ánh Dương còn biết xin cô Bảo An một chiếc lá nữa. Ồ, các bạn thấy Ánh Dương và các anh chị ở đây chơi có dễ thương không nào? Rất là đáng yêu luôn. Bức tranh của cô Vang đã xong rồi nè, xinh quá. Một bức tranh có nhiều màu sắc và rất là nhiều hoa lá luôn. Còn Bảo Ngọc nữa cũng gần hoàn thiện bức tranh của mình rồi. Ánh Dương thì đang lay hoay không biết làm gì đây. Bức tranh đã gần hoàn thiện rồi, các bạn hãy cùng nhau làm một bức tranh thật đẹp giống các bạn nhỏ ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.